Bạn nhỏ thân mến, chị là Hải Quỳnh, chị đến từ team học văn chị Hiên. Em đang được lắng nghe chuyên mục audio văn học dành riêng cho các bạn học sinh lớp 9. Và trong phần audio ngày hôm nay, chị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với các bạn một đoạn văn mẫu được trích trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm của team học văn chị Hiên trung học cơ sở. Rất mong đây có thể trở thành người bạn đồng hành hữu hiệu trong quá trình mà các bạn ôn thi nhé. Đề bài của chúng ta ngày hôm nay là đề bài thứ 12 trong cuốn tuyển tập. Đề bài: viết đoạn văn diễn dịch từ 12 đến 15 câu, phân tích đoạn thơ sau. Mùa xuân người cầm súng, lộc dắt đầy trên lưng. Mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài nương mạ. Tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Trích Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải. Với câu chủ đề, 6 câu thơ là những xúc cảm về mùa xuân đất nước trong chiến đấu, lao động. Vậy là đề bài này là một đề bài yêu cầu chúng ta viết đoạn văn diễn dịch với dung lượng là từ 12 đến 15 câu và cũng cho sẵn câu chủ đề luôn. Rất là đơn giản đúng không nào? Thế thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một đoạn văn mẫu như sau các em nhé. Bài làm: 6 câu thơ là những xúc cảm về mùa xuân đất nước trong chiến đấu, lao động. Khung cảnh mùa xuân thiên nhiên trong mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải thật đẹp biết bao khi dòng Hương Giang mênh mông, êm đềm tô điểm cho một vài bông hoa nhỏ bé giữa muôn vàn sắc tím. Trong hương sắc của mùa xuân, ta không chỉ thấy được vẻ đẹp quyến rũ của thiên nhiên mà còn bắt gặp mùa xuân trẻ trung, sôi nổi của lòng người, của quê hương đất nước với những xúc cảm về mùa xuân trong chiến đấu và lao động. Mùa xuân người cầm súng, lộc dắt đầy trên lưng. Mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài nương mạ. Tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Thanh Hải đưa ra hai hình ảnh cụ thể tiêu biểu của đất nước, đó là người cầm súng và người ra đồng, hai lực lượng chính gắn liền với hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng của nước ta lúc bấy giờ. Điệp ngữ mùa xuân nhấn mạnh không khí vui tươi, hồ hởi của sắc xuân, ngời ngợi mà đặc biệt là mùa xuân lòng người cũng náo nức không kém khi đông qua hạ tàn. Từ lộc trong đoạn thơ chính là chồi non, là lá biếc, là sắc xanh tươi non, mơn mởn đầy sắc xuân, dắt đầy trên cành lá ngụy trang của người chiến sĩ, trải dài nơi cánh đồng màu mỡ xanh tươi của người nông dân. Không khí chiến đấu và lao động sản xuất thật vui tươi, khỏe khoắn, nhiệt huyết. Họ một lòng quyết tâm vì độc lập tự do. Họ không quản ngại khó khăn mà chung sức cùng người cầm súng, người ra đồng. Tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Điệp từ tất cả nhấn mạnh nhịp điệu cuộc sống mới, mùa xuân mới. Lời thơ thể hiện niềm hân hoan, rung động trong tâm hồn của tác giả. Các cặp từ láy, hối hả, xôn xao vừa gợi cảm vừa gợi hình, mang đến nhịp điệu khẩn trương, phấn khởi, nhộn nhịp, tưng bừng, khơi gợi niềm vui náo động trong lòng người. Bất giác Thanh Hải lặng lắng lòng nghĩ đến quê hương đất nước, âm hưởng câu thơ bỗng trùng xuống và sâu lắng hơn. Như vậy, với khổ thơ thứ hai trong thi phẩm mùa xuân nho nhỏ, nhà thơ Thanh Hải đã đem đến những cảm xúc thật đặc biệt. Đến đây ta chợt nhớ đến những câu thơ về vẻ đẹp của con người Việt Nam, của đất nước Việt Nam, cũng mang một cái không khí, cũng mang một tính chất, cũng mang một ý chí khi mùa xuân về. Đất nghèo nuôi những anh hùng, chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên, đạp quân thù xuống đất đen, súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa. Các em thân mến, đó chính là một đoạn văn mẫu mà chúng ta đã dựa vào một câu chủ đề mà đề bài cho sẵn để viết nên một đoạn văn diễn dịch cảm nhận về khổ thơ thứ hai trong thi phẩm mùa xuân nho nhỏ. Mong rằng với đoạn thơ này, các em một lần nữa được ôn tập những kiến thức liên quan đến thi phẩm mùa xuân nho nhỏ và sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình chúng ta ôn thi vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các em nhé. Và đến đây thì phần audio này xin phép được kết thúc. Nếu như em muốn tham khảo thêm những bài văn, những đoạn văn hay, hãy nhắn tin về cho fanpage học văn chị Hiên trung học cơ sở để chúng ta tìm hiểu về cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm các em nhé.
Còn bây giờ thì chị xin gửi tới các em lời cảm ơn chân thành nhất vì đã dành thời gian lắng nghe phần audio này. Xin hẹn gặp lại các em trong những phần audio tiếp theo.